Dạ, em thích người cao hơn em một cái đầu. Không thích người phụ nữ hơi chẳng chọe. Thích người có khuôn mặt nhìn có duyên. Mời bạn nam. Chào các bạn. Dạ, chào tất cả mọi người. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em giới thiệu về mình. Em tên là Minh Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Kiên Giang và hiện em đang làm lễ tân khách sạn ạ. Em làm lễ tân khách sạn ở đâu? Dạ, em làm ở Rạch Giá luôn chị. À, là từ Kiên Giang lên đây luôn hả? Dạ, đúng rồi ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em là tên là Võ Văn Mến, năm nay 30 tuổi, cũng đến từ Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện tại là công tác chuyên viên văn phòng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch của tỉnh Kiên Giang. Kỳ lạ nha. Có khi nào có duyên rồi đó. Hai bạn ở Kiên Giang ở làm việc ở một tỉnh luôn và không gặp nhau ở tỉnh Kiên Giang mà gặp tại thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có khi nào sáng nay hai bạn đi cùng xe lên đây không ta? quên, cái này phải hỏi cho kỹ. Hai bạn ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. Mình trao đổi với nhau thử. Đúng rồi, hai bạn hỏi đi coi ở đâu. Em ở đâu em? Dạ, em ở phường Vĩnh Thanh ạ. Anh thì gia đình thì ở dưới Gò Quao. Có quen ai Gò Quao không? Dạ không ạ. Có quen không? Không quen. Được, ổn. Anh ơi kìa. Là em nghe anh nói là anh họ Võ phải không ạ? Đúng rồi. Em cũng họ Võ. Ủa vậy hả? Dạ. Sao trùng. Bà má ông bà coi có quen không? Mà gia đình ông bà hồi trước giờ là ở tại Rạch Giá luôn em hay là ở đâu? Dạ đúng rồi ạ. Chắc không có bà con đâu. Tại vì nội anh á là ở Sài Gòn. Gốc ông nội ở Sài Gòn. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình hát bài Kiên Giang đi ha. Kiên Giang mình đẹp làm sao? 2, 3. Ở hai người Kiên Giang không hát gì chưa trời. Kiên Giang em không thuộc lời. Anh Linh ơi. Anh Nguyễn Linh ơi, sẵn anh nói vậy thì hôm nay em xin gửi tặng mọi người một đoạn ngắn trong ca khúc mà viết về quê hương của em. Đúng rồi. Kiên Giang mình đẹp lắm hả? Rồi. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Bóng mây xanh đôi bóng núi, con chim nhạn hát điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cảng quê hương. Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp. Dạ em xin hát hả? Bạn gái, bạn làm cái công việc lễ tân như vậy chắc chắn là bạn sẽ gặp rất nhiều đối tượng. Dạ đúng ạ. Tại sao mình phải tờ nhờ tới chương trình tuốt ở trên Sài Gòn? Dạ thì công việc của em á là toàn thời gian đó chị, là làm từ sáng cho tới tối. Dạ, do tính của em là sống hướng nội, ít khi hướng ngoại đó chị, thì làm tan ca về thì chị ở nhà. Mà mình ngồi trong quá trình mình tiếp khách thì không có anh nào để ý hả? Dạ đúng rồi, rất là nhiều chị. Nhưng mà tính của em thì cũng hơi bị khó. Em không có thích với những người chọc ghẹo mình đó chị. Giờ mình có mối tình nào chưa? Em thích hai người, cả hai đều đơn phương chị. Thì cách đây 10 năm thì em có thích một người. 2 năm trước thì cũng có thích một người. Ôi sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích một năm thì thân của em thì cũng có về pha nó vô nó ra. Nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Không động đậy rục rịch gì hết. Không có gì hết. Rồi bên đây mình chủ động bên luôn em. Bên kia được là anh Linh phải kêu bên đó chủ động giùm em. Bên này chủ nha. Động luôn rồi, tấn công liền luôn. Rồi giờ em thích mẫu bạn trai với người bạn đời mình sao? Dạ em thích người cao hơn em một cái đầu. Không hút thuốc, có thể uống bia rượu nhưng mà phải có chừng mực thôi anh. Dạ biết quan tâm, chia sẻ, sống có trách nhiệm với gia đình ạ. Dạ. Cao hơn cái đầu là sao? Dạ về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để cho hỏi rõ công việc bạn bên kia, bạn nói rõ công việc của mình chút xíu rồi bạn. Dạ công việc của em là chuyên viên văn phòng, chuyên về tham mưu cho lãnh đạo về vấn đề là tổng hợp báo cáo hàng năm. Chắc báo cáo tháng. Mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em được hai mối tình. Mà mối tình đầu tiên là 8 năm. Quen từ năm học cấp 2. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ mối tình thứ hai 4 năm. Em muốn một cô gái như thế nào? Em thì thứ nhất là cái biết
đối nhân xử thế, biết ông biết bà, biết trên biết dưới. Gì nữa không bạn? Rồi thứ hai nữa là phải hiểu, hiểu nhau và thông cảm lẫn nhau. Đặt ví dụ như em có ghen không em? Tánh em có ghen không? Dạ em ghen nhưng mà ghen hiền anh ơi. Ghen hiền là ghen sao? Em ít có nói á. Dạ đúng rồi chị. Em không thích người phụ nữ gì? Không thích người phụ nữ hơi chảnh chọe. Chảnh chọe. Không có lễ phép. Yên tâm, cô kia lễ tân mà, lễ trời ơi, đẹp xinh. Ai cũng cười, ai cũng chào hết trơn á. Không quen cũng chào, ghét cũng chào, hãy chào luôn, yên tâm. Mình không thích điểm gì á người đàn ông? Không thích hút thuốc hả chị? Rồi. Không gia trưởng à? Bạn trai bên kia có gia trưởng không ta? Dạ không. Dân miền Tây ít gia trưởng đó em ơi. Dạ có một điều nữa cho bạn gái vui luôn là hồi nhỏ lớn không hút thuốc. Rồi vui rồi đó. Còn gì nữa không? Ngoại hình. Ngoại hình thì em thích người có khuôn mặt nhìn có duyên. Dạ nụ cười hiền. Gì vậy tự nhiên nụ cười hiền cái bên kia cười cái rần lên vậy? Thích người có tóc hay là người không có tóc? Có tóc. Tự nhiên mắc mớ gì rồi hỏi câu đó. Chào chị. Này hơi ít tóc. Cái này là người ta mua đen. Mua đen người ta làm láng. Xuất tiến lên, thương mại mà. Tướng ngon không? Rồi đẹp trai. Sang trọng. Nè ngồi ngồi xuống góp ý chân thành nha. Nhậu ít lại nha. Dạ. Nhậu rồi tập thể dục vô nha. Dạ. Cũng tập gym thường lắm chị. Tập thường đó hả? Dạ thường mà tại vì cũng vậy đó hả? Đi tiếp khách hay đi công tác vậy đó. Cái mình bỏ tập cái nó bụng nó mau lên đó. Mình có tật xấu gì không? Em thì tật xấu em thì cũng hơi nóng tính. Em thì em không thích mà người phụ nữ mà tối ngày nhai vậy đó. Nghe vậy đó cái mình nóng cái mình bỏ mình đi. Đi đâu? Thường thường em đi cắt tóc. Mỗi lần nhận nhau là buồn buồn đi đi cắt tóc. Dạ, nóng hoài thì ra vậy đó. Cắt tóc rồi ví dụ như nặng mụn này massage mặt rồi cho nó thư giãn vậy đó. Trời đất ơi. Dạ. Nó nghe là có khi nào hai mối tình kia người ta bỏ mình đi cái mình đổi giới tính không? Dạ không. Dễ gì. Tại vì hồi đó giờ sở thích em vậy á. Vậy luôn hả? Vậy. Mập mập chứ thích mặc mấy cái áo body quần. Dạ body thì phải cái bụng nó phải 6 múi, cái bụng có 1 múi à. Thì ở gán đi tập gym đó chị. Chê quá là gái chê quá. Dạ được không chị? Được. Quá được luôn, để em coi đây. Chốt cái bụng hơi tròn chút. Ô, trời gái Kiên Giang. Được, anh này được, đẹp trai. Chồng giận thì em làm gì? Chồng giận chắc em không có nói gì đâu. Không nói gì? Dạ, mấy lúc chắc mà anh bỏ đi cắt tóc nặng bụng á, sao mặt em làm gì? Massage là vấn đề đó, em hơi bị không thích đó. Không, dạ. Massage bây giờ đâu phải, nó massage là xấu đâu, massage mặt. Massage mặt không hả? Massage chân. Em nghĩ bạn nam ấy chắc cũng chăm sóc thân thể quá hả? Đúng rồi. Dạ. Chăm sóc thân thể chính mình, nhan sắc chính mình là làm đẹp cho gia đình, làm đẹp cho xã hội. Dạ. Ai mà chơi chồng em cũng buồn chứ buồn. Dạ. Cũng như em phải chăm sóc bản thân em. Dạ. Để khi ai khen em đẹp, chồng em cũng tự hào. Dạ. Được không? Dạ. Thôi, thấy ổn đó. Dạ. Ha. Đàn trai cũng ngon, đàn gái cũng ngon. Được à, cặp này hợp nè. Em có đi với người thân không? Dạ có hả? Đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Cát Tường. Dạ. À, chào bác. Con gái cô thì nó hiền lắm, nó ít có nói lắm. Nếu mà hợp với nhau thì hai vợ chồng nói nhau nghe vậy đó. Chứ đừng có la, đừng có dùng vũ lực rồi. Con thì con ghét vũ phu lắm. Có gì nói thẳng thắn hai chồng nói nhau rằng mình xây dựng thôi chứ hồi nào giờ con không thích những đàn ông mà con không có vũ phu. Được đó con gái ơi. Được đó con gái ơi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi bạn trai mình có đi với ai không? Dạ đi với một người anh làm chung cơ quan hồi trước. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh. Chào bạn. Anh ngồi bên đây anh nhìn thấy bạn làm quen của Mến là thấy được đó Mến ơi. Nhưng mà anh thấy Mến đó giờ không có bạn gái hả? Có nhưng mà Mến thường hay giấu lắm chị. Đó rồi chết rồi tiêu rồi. Rồi cảm ơn anh, được rồi anh. Để hồi em kéo màn lên khai thác nhiều đó nha. Hơi giấu nha. Rồi kéo màn lên đi. Kéo màn cho hai người gặp đi ha. Đừng ăn hiếp nhà gái tôi nha. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà này gửi đến em. Em hỏi cái vụ hồi nãy anh nói là nhiều cái anh giấu. Cái anh hồi nãy anh nói vậy á thì anh có thể anh giải thích cho em nghe nói đúng không ạ? Nói chung thì anh á thì cũng nhiều người phụ nữ thích lắm. Dạ. Tánh anh ngộ lắm, nếu mà anh không thích là anh chủ động, anh lạc thì anh không có, nói chung không có quan hệ. Dạ. Thành ra là không có gì dướng bận vậy. Rồi mình cảm nhận vì lần đầu tiên gặp nhau thế nào? Rồi em thấy anh sao? Dạ anh em thấy anh giống như là cái hình mẫu của em vậy đó em. Vậy hả? Dạ. Ủa thích mập vậy đó hả? Dạ không phải mập nhưng mà em thích người mặt tròn, hớt tóc cao, nhìn hiền. Thì em thấy anh hiền.
Hy vọng là những cái cảm nhận của em bây giờ á, về lâu dài sau này thì nó cũng giống như là em cảm nhận. Mốt lấy nhau vậy ai giữ tiền? À, cho vợ em giữ. Anh nói đó nha. Tại vì anh giữ tiền không được. Dễ thương không? Vợ anh giữ. Anh nói đó nghe. Cô này thấy hiền hiền nhưng mà nói câu nào chắc câu đó đó nha. Thôi mỗi người nói một câu thật tình cảm. Thôi, một câu mình gì sẽ tiến hành bấm nút. Qua là lời nói chung thời gian không có nhiều thì bây giờ cũng mến. Thì có thể là dù như mình về dưới thì mình sẽ gặp nhau nhiều hơn. Rồi mình sẽ chia sẻ cuộc sống, nếu mà thích hợp thì mình sẽ đến nhau. Được không em? Dạ em sẽ suy nghĩ. Rồi, suy nghĩ đi, quyết định nha. Một. Anh Lùng. Anh Hùng không kịp chi vậy. Hai. Ba. Tài. Dạ. Tài ấm rồi. Nắm luôn chứ bắt cái gì. Nắm hả? Nắm luôn. Xin phép mẹ cái đi, xin phép bác cái đi. Bác xin phép nắm tay. Anh nắm rồi, anh nói xin phép. Đấy, hồi hộp. Thôi bây giờ hôm nay là ngày rất là quan trọng. Coi như chính thức hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Mình sẵn có bác đây, mình hứa gì đi ha? Thì có bác ở đây thì con cũng xin hứa là nếu mà con thì đến chuyện tình cảm con nghiêm túc lắm. Nếu mà đến thì chân thành thì con sẽ không có phụ lòng người lớn. Này cũng bác. Không phụ lòng người lớn còn người nhỏ sao? Cũng không phụ lòng em luôn. Cảm ơn anh. Chúc các bạn sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn anh Hoàng Linh, cảm ơn tất cả mọi người trong ekip của chương trình đã tạo điều kiện cho em tham gia chương trình. Em chúc chương trình ngày càng thành công hơn, đem nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả mọi người ạ. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em nhé. Hy vọng là sớm nhận được tin mừng từ hai bạn nha. Thương ít ít, thương ít ít người ta đi luôn. 32 mùa lá rụng, chưa một lần nắm cổ tay ai. Chưa có chín chắn ấy. Nhìn thấy gái đẹp thì mình rung động. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hả Màng. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Trời ơi. Mời bạn trai. Giới thiệu về mình. Em tự giới thiệu, nói chung là có cái tên cũng hơi đặc biệt. Em tên là Phạm Văn Đồng. Năm nay 32 tuổi, đang làm tại công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Úc, đến từ Bình Định, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em là người quản lý học sinh. Bạn gái? Em tên Hoa, tên đầy đủ là Bành Thị Hoa. Quê nguyên quán là ở Nghệ An nhưng mà địa chỉ mà thường trú là ở dưới Bà Rịa, còn tạm trú ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em vừa tốt nghiệp ở Đại học Khoa học Tự nhiên, còn đang đi dạy gia sư và công việc chưa có ổn định ạ. Có cần quản lý không? Em hết rồi đó anh Quỳnh Linh ạ. Bây giờ là tốt nghiệp, mới vừa tốt nghiệp xong, giờ đang là đi dạy mà chưa ổn định. Dạ. Có ai đeo đuổi không? Hồi xưa em có hai mối tình rồi chị. Cái anh đầu tiên em quen được hai năm mấy. Anh thứ hai quen được gần hai năm ạ. Cái mối tình đầu em nghĩ là hay là tại vì mình thương người ta nhiều quá, mình rút kinh nghiệm mối tình thứ hai, mình thương ít ít, thương ít ít người ta đi luôn. Mối tình thứ ba khỏi thương luôn. Trời. Bạn trai nghe bạn gái chia sẻ vậy mà thấy sao, mình thì có mấy mối tình rồi bạn? 32 mùa lá rụng, chưa một lần nắm cổ tay ai chị. Ôi gì thế ghê vậy. Biết đâu hôm nay là có cơ hội đó anh. Chút nữa em cho thì anh nắm. Ủa sao anh khó tính quá hay sao, chưa có mối tình nào vậy? Dạ không phải đâu anh, nói chung mà nhà cũng hơi đặc biệt xíu. Rồi xong thì đi làm rồi đi học. Rồi đi làm rồi lại đi học nữa. Ế có đi về. Không có để ý ai hết trơn hả? Thì cũng nói chung là lo công việc trước, cho nên là cũng không đặt nặng vấn đề đó. Chưa tới lúc thì nay cũng hoàn thành xong rồi. 32 tuổi mà chưa có mối tình nào, cũng xem lại giới tính này nha. Có đâu. Quá à. Có không? Em nam tính rõ ràng. Chắc không? Chắc. Em chưa quen ai xem biết em nam tính rõ ràng. Em đi khám rồi chị. Khám gì? Thì đi khám chứ giờ biết khám gì. Khám gì mà biết mình giới tính rõ ràng. Thôi cái chuyện này đừng có hỏi để người ta tính sao.
truyền tình cảm. Ui mà bạn có rung động trước một người bạn gái nào chưa, một người phụ nữ nào chưa? Dạ thì cũng có chứ chị, nhìn thấy gái đẹp thì mình rung động. Bây giờ mà em quen một người bà bạn trai mà chưa có một cái kinh nghiệm gì trong tình trường á, thì em thích thú với điều đó hay em cảm thấy ngại? Em lo ảnh chưa có chín chắn ấy, không biết làm sao mà em cứ toàn mấy em nhỏ tuổi hơn mến không à. Cái em thấy chưa có trưởng thành nên lần này em đăng ký em nói là chọn lớn hơn em 5 tuổi để cho nó trưởng thành sau này. Thì lớn hơn đó. Dạ, bây giờ lớn hơn nhưng em thấy chưa thích ai em cũng thấy lo. Bây giờ bên đây cho hung bên kia không biết hung rồi làm sao? Chị yên tâm đi, em còn xem phim Hàn Quốc nhiều rồi chị. Cho nên là em có thể em hung cũng không giỏi lắm nhưng mà cũng gọi là tạm được. Rồi giới thiệu về năng lực của mình đi. Điểm mạnh của em thì nói chung là tính hiền, dễ hòa đồng. Điểm yếu thì nói chung là nhát, ngại nói trước đám đông, không biết đờn ca sáo thổi. Ưu điểm nhất của em là nấu ăn. Còn cái ưu điểm nào khác không anh? Chơi các môn thể thao anh đều chơi được. Ví dụ như đá bóng, cầu lông, bóng bàn. Anh có hay đi phượt không anh? Khi nào thì cơ quan nghỉ hoặc là có dịp lỡ gì đó thì mình cũng có đi phượt. Dạ, thỉnh thoảng còn... là được rồi. Em là em thích đi bộ anh. Thì anh cũng ở trọ thôi, nhưng mà cũng có cái khuôn viên rộng lắm. Thì tối nào anh cũng đi bộ hết á. Nếu như em thích thì anh có thể dẫn em đi bộ xung quanh chung cư của anh ở. Trời ơi. Tôi là em có điểm gì thì đấy chị. Mình hình dung người bạn gái của mình như thế nào? Dáng người thon xíu, khuôn mặt dễ nhìn, tính tình thì hiền, như vậy thôi. Không mà em thấy tiêu chuẩn của anh em được 50% rồi đó anh. Em có tiêu chuẩn gì không? Em không đòi hỏi tiêu chuẩn gì nhiều chị. Em chỉ cần cao cao hơn em 1m7, 1m8 gì đó chị. Làm gì có 1m8? Thì 1m7, 1m7 thì có chưa nữa. Bên đây cao 1m9 á. Đừng có bụng bự với đòi hỏi là được rồi. Xay qua chứ giấu cái gì. Nhưng mà anh này làm đủ chiều cao rồi. Dạ đúng rồi. Cao nhiêu? Em cao có 1m65 thôi chị. Rồi có 1m65 mà, có 1m65 mà rồi sao? Để em xem xét xem, hình như bây giờ dép bệt cũng hơi nhiều. Mà hỏi thiệt có thích gái không? Thích chứ sao không thích trời. Chị hỏi xem có hay ghen không chị? Anh có hay ghen không chứ bạn gái trẻ đẹp. Không, em thì không có tính hay ghen. Nhưng mà đi với ai thì giờ em điều tra. Mình đã chuẩn bị gì cho cái đám cưới chưa? Thì cũng có chuẩn bị chút. Có phải làm dâu không? Anh chị đều lập gia đình hết rồi. Bố mẹ thì cũng ở riêng cho nên là em không có... không phải về làm dâu. Anh có cái tật xấu gì không? Em nhậu nhiều lắm nhưng mà muốn có 2 lon. 2 lon thì cũng đâu có nhiều. Ồ vậy hả? Giờ em cứ nghĩ là nhiều không thôi. Ủa tôi nghi giới tính ông mày lắm luôn á nha trời. Tôi nói chuyện hồi tôi thấy sao nó loạn rồi nó gì vậy? Tôi không chứng thôi chị thua rồi đó. Chút xíu à, ôm đại chị Cát Tường ấy. Được không chị? Chứng minh giới tính nè. Qua anh coi cô gái bên đây. Dạ, chào anh. Chào em. Em hỏi luyện lên đi, chứ chị chưa dám trả lời. Chị chưa nhận định được. Chuẩn men, yên tâm. Em chuẩn men rồi. Vấn đề là bởi vì cuộc sống cũng hơi khó khăn. Một mình anh ở đây ở trọ, đây cũng chưa có nghĩ đến lập gia đình. Anh này dễ thương, chưa một lần nắm cổ tay ai. Coi như là em là, nếu mà em chọn ảnh là em là tình đầu, là tình cuối luôn đó. Em hy vọng được vậy đó chị. Hy vọng được vậy ha. Yên tâm, bây giờ mình gặp người thân đi. Rồi mình đi với ai bạn? Dạ em đi với đồng nghiệp fan hâm mộ của em. Trời, có fan luôn hả? Dạ. Đâu fan hâm mộ của ảnh đâu. Trời ơi nhiều quá. Quá xuất sắc luôn. Dạ kính thưa anh Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Cùng kính thưa ban tổ chức thì chào hai em. Thì bạn Đồng là một người giáo viên rất là siêng trong vấn đề là công tác. Cái ưu điểm của bạn này là nấu ăn rất là giỏi. À, em cứ an tâm Hoa ha. Dạ, vấn đề đó à. Hiền, phải nói thẳng ra hiền, nhưng mà hơi nhút nhát về vấn đề tình cảm, cho nên đến giờ này vẫn chưa có gia đình. Thầy cũng mong rằng em hãy cố gắng nhìn bạn của mình và tiến đến càng sớm càng tốt. Cảm ơn thầy nhiều. Hoa, em có đi với ai không? Dạ em có đi với chị gái ruột của em ạ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả trong khán phòng. Em gái của em thì nói chung là nó là cô gái hiểu chuyện. Mong muốn một người đàn ông mà bản lĩnh một chút xíu. Thấy anh thầy giáo thì chắc là quản lý học sinh rất là tốt, nhưng mà anh nhút nhát quá. Chắc bị em gái vanh hiếp quá. Ồ vậy tốt chứ. Anh nghĩ rằng anh này được đó. Anh rất bản lĩnh khi mà xử lý công việc. Nhưng mà già nhút nhát gì thì vợ khoái quá đi chứ trời ơi. Nhưng mà không sao, biết đâu lại cho nhau cơ hội, em tìm hiểu lại thấy cái điểm hay. Yên tâm, cái chuyện quan trọng hai người thôi. Rồi, kéo màn lên đi. Kéo màn lên. Mạnh mẽ lên anh. Sao tôi bên cạnh nào. Dạ chào anh. Anh có món quà gửi em. Cảm ơn anh ạ.
đó, mình đứng đó mình đoan cái đi, đoan cái coi được không, điểm nhấn mà đó, vẫn xứng đôi như thường. Đúng rồi, mạnh mẽ lên anh. Còn đâu có lùm lắm đâu chị. Đúng rồi, anh dày thôi mà. Anh là lúc nãy nói quê ở đâu ạ? Anh thì quê ở Bình Định. Chỉ nghe đồn gái Bình Định có vỏ thôi, còn lại chưa biết gì. Người ta nói vậy chứ con gái Bình Định cũng hiền lắm. Có anh. Rồi. Không, ý là em nói là có anh là con trai. Tự nhiên con gái Bình Định hiền lắm, trong đó có anh. Sao này, em chưa nói hết mà. Em người Nghệ An á. Nói chung em cũng tự hào Nghệ An lắm. Với lại em cũng thích người ngoài mình. Tại vì thích là để cho cùng quan điểm về đỡ cãi nhau. Thì đúng rồi, người miền Trung thì với người miền Trung thì cũng dễ thông cảm. Bây giờ anh cảm nhận cái ảnh men không? Anh có làm cái động tác gì men chút em cảm nhận cái cây anh. Đây. Sai rồi. Được. Không có men. Men hả? Chứ gì vậy sao men? Chứ giờ làm sai rồi, men anh. Thế nào dân Bình Định mình võ thế nào, thí dụ thế. Võ hả? Hả? Võ thì đứng như thế này. Ừ, rồi sao? Thường ngày em thấy chị tặng trời ơi hay kiểm chứng cái đụng. Không có được. Không được. Không được thì em về em tập lại. Tập lại ha. Dùng hết sức mình tỏ tình sao cho mình là một người chuẩn men nè. Thì nếu như mà bạn đồng ý hẹn hò sẽ có cách để cho bạn thấy được mình là chuẩn men hay không. Cách gì để biết mình men? Hả? Mình sẽ dẫn bạn đi chơi thể thao. Thì lúc đó bạn xem mình đá bóng hoặc là chơi các môn thể thao thì có mạnh mẽ hay không. Tiến tới hôn nhân thì mình sẽ cầu hôn thế nào? Đứng đây nè ngoài. Đứng sát bên để coi con men không nha. Rồi. Rồi bắt đầu, chuẩn bị. Đừng có đứng dậy cầu hôn nha. Nếu như mà em đồng ý hẹn hò và tiến tới hôn nhân thì anh về sẽ nói với ba mẹ và qua thư với ba mẹ em để cho chúng mình kết đôi. Lỡ ba mẹ không đồng ý làm sao đây anh? Thì mình phải có cách thuyết phục, năn nỉ. Nếu như mà hết cách rồi không đồng ý luôn thì làm sao đây anh? Lúc đó thì mình kiếm một nơi nào đó đưa nhau đi trốn hả? Đúng rồi. Bây giờ ba mẹ không đồng ý thì hai đứa mình phải trốn đi thôi. Cái này em không có dự tính đó. Em có dự tính như vậy không? Không, em không có dự tính đi trốn đâu anh. Một lần được, hai lần khi nào mà thuyết phục đủ thì thôi. Bây giờ xin hôn của con cái thôi coi sao. Thôi anh, dạ, từ từ anh. Không thử bản lĩnh đàn ông đâu. Rồi được. Đâu sao nói sao. Thì bây giờ lần đầu tiên mình gặp đúng không? Thì nói chung là biết chuẩn men hay không. Thì như vậy em có thể cho anh mượn tay được không? Rồi. Ông rung gì kì. Không gì. Đâu có đâu. Người ta phải cảm nhận cái mùi thơm trên tay người phụ nữ sao mới là đàn ông chứ. Đừng làm khó anh nữa, anh Quỳnh Linh em thấy cầm rung lắm. Rung lắm không? Rung lắm. Bình tĩnh nha. Bữa nào đi đâu kêu tôi đi theo nha. Rồi, có gì bữa nay em kêu anh. Nhớ nha. Em gặp anh lần đầu thì em cảm nhận như thế nào? Nói chung thấy anh cũng hiền lành. Không ai nghĩ tới cái trường hợp xui, nhưng lỡ hai vợ chồng mất việc đi. Cái rồi xong rồi trong nhà khó khăn quá rồi làm sao? Em yên tâm vấn đề đó đi, anh xây sở giỏi lắm. Thì thứ nhất là mình có thể mượn tạm thời ai đó. Mượn thầy nè. Nói chuyện con cái đi, sao? Ví dụ như mà sau này có lập gia đình anh thích có bao nhiêu người con trong nhà đấy? Thì nói hai người là đủ rồi. Em là em thích đông á, em thích như đội banh vậy đó. Cố gắng. Nếu mà được thì hai người khoảng chừng nào kết hôn anh suy nghĩ thế xem. Ví dụ như bây giờ mình tìm hiểu rồi mình hiểu nhau thì như vậy cuối năm có được không? Em nói chung bên nhà dục rồi đó. Nếu mà cưới sớm trước cái mừng thọ của ông em càng vui, tại vì Tết này là mừng thọ ông em rồi đó. Vậy thì nếu như em cho cơ hội thì anh có thể dẫn em đi chơi nhiều hơn để mình tìm hiểu nhanh hơn. Đó. Bây giờ mới thấy câu này được nè. Cua thấy là như vậy. Rồi đặt tay vào nút phía sau đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một con người cũng hài hước lắm á nha. Một. Hai. Ba. Ba mươi hai tuổi chưa nắm cổ tay ai. Bây giờ em cho anh nắm tay đi. Ông mấy cái này ông cũng men quá ha. Men ông đàn ông ghê. Càng ngày phải vậy đó. Từ gì trở lên mạnh dạn lên nha bạn. Đây chiếc vé xem phim để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.
Nào hãy nắm tay đưa cô ấy đi xem phim. Nắm chặt vào. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc. Nắm tay chặt nha. Đưa cô ấy xuống cầu thang đàng hoàng nha. Chuyện lớn. Ba người vợ bắt đầu nối guốc đi rời khỏi xe anh. Mình cũng phải nhìn nhận mình có điểm gì mà người ta mới bỏ đi chứ. Tự nhiên đâu ai có người phụ nữ đang sống hạnh phúc lại muốn bỏ chồng mình đi bao giờ. Chào cả nhà, Tường đã vào vị trí của mình rồi. Và bây giờ thì sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay quý vị nha. Chào anh đợi lâu chưa? Vâng, trước mắt tôi xin cảm ơn chương trình và chào cô Cát Tường. Dạ. Cùng chào bạn gái bên kia. Bạn gái bên kia chưa xuất hiện anh ơi. Dạ, bây giờ anh khỏe không? Có đợi em mới dẫn bạn gái em ra. Vâng, tôi rất khỏe. Rồi. Người gọi luôn ạ. Rồi, vậy đợi em một chút xíu nha. Em sẽ mời bạn gái ra liền rồi chúng ta mới mở mặt nạ ra mới nói chuyện được nha. Vâng ạ. Rồi, ghế đây rồi. Rồi, anh có thể mở mặt nạ được rồi đó. Rồi, chào hai anh chị. Bây giờ mới có bạn gái ngồi bên đây đó. Vâng ạ. À, bây giờ chúng giờ ta sẽ phải chào lại không ạ? Chào lại, giới thiệu về bản thân mình nha. À, trước mắt thì tôi xin cảm ơn chương trình. Chào cô Cát Tường, chào bạn gái bên kia. Tôi cũng xin tự chào tôi. Rồi, anh tên là gì? Anh ở đâu? Tôi tên Nguyễn Mạnh Quý. Sinh năm 1964, hiện là 55 tuổi. Dạ. Tôi buôn bán tại khu vực trung tâm thương mại Phước Bình, Phước Long của Bình Phước. À, mua bán về cái gì anh? Dạ, mua bán phân bón thuốc trừ sâu. Wow, thuốc trừ sâu. Anh làm nghề này lâu chưa? Chắc cũng được cỡ 14-15 năm. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường dễ thương với chào bạn nam bên kia. Em tên là Đoan Nhã, em hiện là giáo viên tiểu học. Nhã năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 39 tuổi. 39. Quê mình ở đâu? Quê em ở An Giang, nhưng mà em sinh ra, vừa sinh ở An Giang xong em lên thành phố. Hiện giờ là dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có đi Bình Phước chơi lần nào chưa? Em có nhỏ, em gái ruột cái Út á, là lấy chồng ở dưới Bình Phước. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì? Em vui vẻ, dễ hòa đồng, nói chung là dễ bắt chuyện với người khác. Điểm yếu? Điểm yếu của em á là em tám chuyện điện thoại với bạn em là có thể là tám quên ăn cũng được, suốt ngày lo chuyện hậu đồng. Trời đất ơi. Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của mình là vui vẻ hòa đồng, thích làm những cái chuyện mà mạnh mẽ. Là chuyện gì? Chẳng hạn như là làm những chuyện có thể là đứng dậy binh vực một ai đó. Thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp. Đúng rồi đó. Còn cái điểm yếu thì không biết nấu cơm. Hiện giờ ai nấu anh ăn? Hiện giờ ăn cơm tiệm. Ăn cơm tiệm. Trời ơi. Nhưng mà có biết nấu một món. Món gì? Nước sôi pha mì gòn. Điểm yếu nữa là sợ nữa. Sợ gì? Sợ cái quần đen. Sao vậy? Sao như sợ cái quần đen? Cái hồi xưa cái ở đây có ai biết là cái quần xe tăng không ta? Biết, cái quần đen rộng rộng, giải bóng bóng mát mát đó đó. Tôi mà không làm cái gì hoặc là ai sai khiến tôi mà dí cái đó là bắt phải làm là phải làm. Cũng sao kỳ vậy mà anh bị ám ảnh cái gì? Cũng giống như là người ta sợ một con chuột, một con sâu vậy đó. Sợ mà coi như có thể là khóc thét lên. Bây giờ còn sợ không? Còn. Điểm yếu của ảnh. Chết rồi. Điểm yếu của ảnh. Mà em là quần đen nhiều lắm. Chết. Áo dài em cũng có quần đen, mà quần tay em cũng quần đen. Cái quần satin á, cái quần mỏng mỏng, cái dải mỏng mỏng bóng bóng hồi xưa lạnh 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 đó. Kiếm không ra đâu, bây giờ không có thể nào kiếm ra. Satin thiếu gì? Cái nhà máy đó nó bỏ rồi, nó không dám đâu. Em sẽ kêu nó sản xuất lại. Nói để nó nói để cô đó đừng có tìm. Có tìm ra. Đừng. Còn điểm yếu gì nữa không? Em nghe nói là mình tiếp xúc với những cái phân bón đồ này kia độc hại đó là mình sẽ bị yếu. Không, ví dụ nó mạnh như trâu như voi này. Chưa nói yếu cái gì hết trơn. Hồi nãy là nói mạnh như voi không? Ý các thường nói là tôi hiểu rồi. Hay quá, người từng trải mới chưa nói mà hiểu luôn. Hiểu luôn. Mạnh không? Mạnh như voi luôn. Mạnh như voi luôn. Thiệt luôn, trâu bỏ qua luôn. Thôi quảng cáo quá. Để đó tôi không biết. Để cho người khác người ta trả lời. Em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai cao 1m65 trở lên, thân hình cân đối. Nói chung là ngoại hình thì cũng không cần đẹp trai cho lắm, nhưng mà tốt. Phải biết cùng nhau chia sẻ. Khi mà gặp hoạn nạn thì cũng không nên nản lòng mà bỏ rơi nhau. Ý của em vậy, đơn giản. Đơn giản quá hả? Chị thấy nó khó muốn chết luôn á. Đâu em dòm thử trong nhóm này coi có cái anh nào mà em thấy nó hợp gu với em không? Em cho vài gợi ý đi, hình nó đông người quá. Nói gợi ý đi anh. Gợi ý đi, gợi ý cho tao đoán. Đông quá em không biết tìm anh nơi nào. Áo cổ tròn. Rồi tự tìm đi rồi. Ba người cổ tròn. Ừ, sẽ ráng kiếm trong ba anh nói đi, thích anh nào tôi gả cho. Anh thích mẫu người như thế nào? Thích một mẫu người nước da trắng nè ha. Trắng, rồi có trắng. Cao từ 1m55 lên chút.
Thôi vậy thôi. Dễ ui vậy. Chứ tiêu chuẩn. Trời ơi, bây giờ người ta đố mình khó, mình đố khó lại, bỏ ghét nó chứ cho anh hai tấm luôn à. Thôi dễ ẹt à, khỏi gợi ý đi. Khỏi gợi ý đi, nhìn là biết rồi. Bên đây có nhận ra được ai chưa, cho tôi coi coi giác quan của mình. 55 tuổi gì, cái này cỡ 35 tuổi hả cô? 55 tuổi, khỏe như voi. Rồi cầm đi, rồi coi phải không? Ủa mà tại sao em chọn anh đó? Tại em nghĩ một trong hai người thay cổ tròn đó. À, cổ tròn, rồi giữ nó đi. Anh chọn ra chưa? Ai? Tại sao anh chọn cô đó? Tại vì 30 mấy tuổi thì ở đây không có ai 30 mấy tuổi nữa. Rồi giữ yên nó luôn đi, giữ nguyên hiện trường. Bây giờ xin mời quý vị hãy xem sự lựa chọn của anh chị này hôm nay có trùng khớp với nhân vật thật hay không nha quý vị nha. Mở cửa trái tim. Sao à? Thấy sao, thấy sao? Chào cô. Không phải. Cái này là anh đúng không? Đúng rồi đó, chính xác luôn. Sao? Người này nè. Thì đó. Người này sai. Chào cô. Cô thấy tôi như thế nào? Dạ em thấy anh chững chạc, vui tính. Chắc cũng dễ tiếp xúc với mọi người. Mỗi khi mà tôi tiếp xúc là người ta hay cười lắm. Mà cô chuẩn bị để mai mốt rồi cô gặp tôi, cô cười thoải mái. Cười bữa nay đi mà phải mai mốt. Thì từ từ. Để rồi các tường cười phụ, cười ké thì sao? Cái này chị đây. À đây đây, trời ơi, quên ta nhắc tuồng rồi mà. Ta nhìn ta phê quá rồi, ta từ từ quéo quéo xì cười cùi là cuối xì keo. Em cũng có món quà tặng anh. Tại vì đi đường xa xôi quá nên người cũng héo, màu bông cũng héo, anh về chăm sóc cho nó tươi lại. Chắc phải tươi lại, tươi cả hai luôn. Dạ. Rồi về nghỉ đi. Giờ mới vô cái chuyện chính nè, vô chuyện tình yêu mới quan trọng nè. Tình trường của anh chị sao? Mời anh trước. Anh có 3 cuộc tình. 3 cuộc tình này nó thành 3 người vợ. Chuyện lớn á. 3 người vợ bắt đầu nối guốc đi rời khỏi xe anh. Cuộc tình thứ nhất, lấy nhau được 20 năm có đứa con 17 tuổi. Sau này cô ấy đi theo một người đàn ông khác, bỏ rơi lại 2 cha con. Rồi, người đầu tiên. Rồi, kệ, cố gắng nuôi gà trống nuôi con ha. Tới khoảng cả chừng 6 năm sau thì người này là bác sĩ. Thì lấy nhau có đám cưới hẳn hòi nha. Lấy nhau khoảng chừng 2 năm thì phát hiện ra bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thì đi chữa chạy trong thời gian 5 rưỡi rồi mất. Trời ơi. Người thứ hai có con không anh? Chưa. Dạ chưa. Cái người thứ ba thì người bạn là Mai. Quen nhau được 7 tháng thì làm đám cưới. Cũng đám cưới luôn? Cũng đám cưới luôn. Rồi sống với nhau được 7 tháng. Lúc này là tụi này chưa có kịp làm hôn thú. Tại nói em ơi sao tụi mình đi làm hôn thú nó. Cô nói để từ từ. Nhưng mà 7 tháng sau cô này đi ra ngoài nước ngoài, muốn hội nhập với gia đình bên đó. Cô đó qua bên đó rồi bắt đầu cô đó lấy một người đàn ông đem về gần nhà mình làm đám cưới. Đó là tình trường. Rồi chia tay cô đó tới nay bao lâu rồi? 2015. Tới nay là 4 năm. Là chưa có thêm cô thứ tư. Chưa. Không nói chuyện cũ nữa. Nhưng bản thân anh có rút ra được cái kinh nghiệm gì sau những cái lần đổ vỡ không? Trừ là cái người vợ thứ hai. Ở cái người vợ đầu và ở người vợ cuối. Tôi cảm thấy tôi rất là hiền đó cô. Tôi rất là một mẫu chồng chung thủy luôn đó. Nói chung là mình trải qua nhiều chuyện mình cũng phải rút kinh nghiệm. 3 lần rồi người ta nói bất quá tam ba bận. Nếu đến lần thứ tư thì mình phải suy nghĩ thật chín chắn, tìm hiểu cho kỹ chứ không phải là lấy đại nha anh nha. Lấy là phải sống với nhau tới răng long đầu bạc luôn. Cô Nhã ơi, tôi muốn như nè. Nếu trường hợp đừng sanh con là tốt. Tôi muốn là khao khát hai người nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Rồi, đó là ước muốn của anh. Đó là cái khao khát của tôi. Em nghĩ là chuyện con cái là cũng có duyên thôi. Nhiều khi mình muốn cũng được mà không muốn lại được. Nhưng mà nghe câu chuyện anh chia sẻ nãy giờ thì em cảm nhận như thế nào? Em thấy ảnh nhiều khi ảnh nói là ảnh không có sai lầm trong vấn đề 3 người vợ. Nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận mình có điểm gì mà người ta mới bỏ đi. Chứ tự nhiên đâu ai, có người phụ nữ nào đang sống hạnh phúc lại muốn bỏ chồng mình đi bao giờ. Thì ảnh chia sẻ vậy thì trước mắt mình cứ nghe vậy rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Dạ. Rồi về phía bạn, tình trường của bạn thì như thế nào? Nói chung là em cũng trải qua 2 mối tình. Một người là làm bộ đội, còn người thứ hai là chồng em làm trang trí nội thất. À, cũng có chồng rồi luôn. Dạ, rồi em đi dị, 2 vợ chồng em ở với nhau cũng gần 1 năm mà 5-6 tháng gì đó. Đó em bệnh, rồi em xin bên nhà chồng cho em đi về nhà, má em bệnh nữa. Lúc mà em quay về nhà chồng thì chồng em
Chủ yếu em nói là cô về đây làm chi, cô về nhà cô đi, rồi có gì tôi cô gặp hẹn nhau ở tòa. Em cũng không biết là em sai điểm nào nữa, nhưng mà sau này em tìm hiểu thì giống như là ảnh đi nói xấu với mọi người, ảnh lo sợ là em đến tuổi này không thể nào sanh con được, nên là ảnh mới quyết định là viết đơn ly hôn trước. Cuối cùng thì đâu có ai mong muốn đâu, thấy không? Giống như vậy, em nói em không hiểu tại sao vợ ảnh lại bỏ ảnh, thì bây giờ bản thân em cũng không hiểu tại sao chồng em lại bỏ em. Cho nên trong mỗi câu chuyện nó có những cái nó rất là tế nhị, và nó có một cái quá trình nữa. Vậy là em chưa có con đúng không? Dạ. Vậy thì cái chuyện mà con cái thì em nghĩ như thế nào? Em thì em nãy em đã nói con cái như là nhân viên, em cũng không đặt nặng lắm vấn đề này, tại vì mình cũng tới tuổi này thì con cái chắc cũng khó, nên thôi là em nghĩ nếu mà nói với ảnh thì mình được có duyên với nhau thì sống hai bên nương tựa là cũng hợp lý đúng không? Thì vợ lo. Bây giờ vậy em sẽ tạo thêm điều kiện cho hai anh chị tâm sự với nhau ha. Em sẽ ra ngoài chút xíu, mời cho đồ ăn vào đi ạ. Mời hai anh chị thưởng thức món ăn mà chương trình đã chuẩn bị cho mình ha. Mì xào hải sản nha. Anh chị ăn thiệt là ngon miệng nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại, vừa ăn vừa tâm sự nha. Còn cái gì gút mắt nãy giờ chưa nói được nói luôn, ít phút nữa quay lại liền. Mời cô Nhã, cô nói lại hồi nãy là cô ở đâu, ở miền Tây hay sao? Em ở Sơn Ga miền Tây, nhưng mà giờ hiện tại em ở thành phố. Thành phố? Ở Thủ Đức. Anh là buôn bán vậy gì vậy? Buôn bán đúng gì đâu, tại nhà luôn á. Tại nhà. Rồi mốt anh quen em mà sao? Người tuốt ở thành phố, người trên Bình Phước. Người chạy lên, người chạy xuống. Sao? Anh đi xuống nha, gặp em là bữa nào em lên gặp anh, để cho hai người biết cái chỗ ở của nhau, chỗ làm của nhau. Chứ không phải anh đi không đâu. Anh đi không rồi mai mốt em nói ở anh này nó không đúng, phải kiểm tra chứ. Anh ở ngoài thị xã, thành phố. Đúng rồi, ở thị xã Phước Long. Bây giờ em hỏi anh nè, nếu như mà lấy nhau, vợ phải theo chồng đúng không? Ý anh là vậy đúng không? Là cổ phải đi về quê anh ở với anh đúng không? Thì bây giờ cuộc sống của cổ anh có đảm bảo được không? Công việc của cổ như thế nào? Cổ sẽ làm gì khi về ở với anh? Nói nghe thử coi. Cái đó nếu mà công việc thì còn mới mẻ quá. Xin cho cổ việc làm bây được không? Bây giờ cái việc làm không bàn trước được. Phải nói cho nó cụ thể, cho nó đúng, chứ mình không có nói sai. Rồi. Lên đó sẽ liên hệ trước với bạn bè, cho nó có thể là cô ấy về có thể có chân để dạy ở đó không? Rồi. Chứ bây giờ lỡ không được hứa đâu. Nếu không có dạy được thì sao? Em có cái nguyện vọng gì khác ngoài đi dạy không? Nếu không đi dạy thì em có mong muốn làm gì không? Tại ở chỗ anh em đâu biết anh làm gì đâu mà làm. Đúng rồi đó, bỡ ngỡ đó. Tại hồi xưa thì em đi dạy học. Có buôn bán chưa? Thì ở nhà em thì em có phụ chị buôn bán vậy thôi, chứ không có phải chính. Giờ có về nhà có thầy dạy được không? Dạy gì vậy? Kêu sư phụ kêu bằng thầy đây mình có người để dạy chứ. Dạy kinh doanh mua bán á. Rồi buôn bán. Ví dụ mình giờ nghỉ dạy ở nhà kinh doanh mua bán làm bà chủ được không? Ví dụ có người tới đó, chị ơi bán cho tôi ký thịt, ví dụ vậy hay là chị ơi bán cho tôi tấn cao su giá nhiêu rồi đưa cho người ta lấy tiền. Ủa sao vậy? Tự nhiên ví dụ gì một cái thì thịt một cái cao su nó không liên quan gì. Ví dụ mà bây giờ cụ thể trường hợp anh bây giờ bán cái ly đi. Không bây giờ về nhà anh bán rồi, cái gì? Bao phân. Ăn bao phân. Bao phân phải không? Nó đại phân đi còn né né qua thịt cái cao su nữa. Anh bán với ai? Bán mình. Bán một mình. Nhà ở một mình luôn. Ở mình. Thí dụ giờ cổ không làm cổ ở nhà không anh nuôi cổ nổi không? Được chứ có sao đâu. Ở nhà lâu lâu chạy ra cho chồng ngó miếng. Được rồi. Hoặc là ngó chồng miếng cho đỡ thèm chạy vô. Vậy thôi hả? Bán mấy bao phân là coi như xài khỏe luôn phải không? Xài khỏe. Nhưng mà quan trọng là tiền của em xài. Buổi yêu lễ chồng về cái chồng cái cai quản tiền xong lẻ lẻ hỏi em. Em xài tay nói anh ơi chơi. Đương nhiên là vợ sẽ có quyền giữ cái ngân khoản đó để cho vợ chi tiêu luôn. Nhưng mà khi mà công ty lên phải đem cái tiền ra trả để mà công ty mới đổ hàng hết cho mình. Đúng rồi. Cái đúng luôn, nó là rồi hết vốn luôn á. Nghĩa là vợ có thể là quản lý chi tiêu kinh doanh trong gia đình được không? Đó ít nhất phải nói vậy cho ta nghe ta yên tâm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ á, nè ngưng ăn gút cho ổng một lá thăm coi, yêu cầu ổng coi. Rồi đọc lớn lên. Yêu cầu đối phương kể ra ba tật xấu nhất của mình. Tật thứ nhất là sợ quần đen. Sợ quần đen rồi biết rồi. Thứ hai. Ủa gì ta? Không biết uống rượu hay sao đâu không? Có đâu, không biết uống rượu là tốt chứ sao xấu. Không đánh bài phải không? Đó tốt. Ông mày đặt ông khoe nữa. Có hai cọc tính không? Có đánh vợ không? Có vũ phu không? Đó. Hồi ba giờ chưa bao giờ mà la chứ đừng nói đánh. Khi giận nhau rồi có biết làm hà trước không?
Ồ, đi năn nỉ luôn, năn nỉ mà tao không chịu, tao nổi khùng lên mình bỏ mình chạy đi. Ngủ có ngáy không? Không, không à. Ngủ không, sao biết? Ờ, chắc ngủ không biết. Ác thiệt hỏi con coi. Ví dụ vậy ta, cái một tật rồi, giờ tật thứ hai nữa. Có keo kiệt không? Đó. Keo kiệt hả? Đã đưa tiền vô giữ luôn, còn keo kiệt là sao ta? Nói trước vậy thôi, chứ đâu biết được tương lai đâu. Giờ nói trước mặt, có MC làm chứ. Trả lời có này sao? Có keo kiệt. Keo kiệt đúng không? Ác thiệt chứ không. Ai ác? Tôi ác hay cổ ác? Hai người luôn á, ăn hiếp tôi. Rồi, bây giờ rút lại, cho cổ. Đứa nào đây? Đó, ông muốn bóc nào bóc chứ trời đất ơi. Yêu cầu đối phương kể ra ba tật xấu nhất của mình, giống quá. Rồi, hên sao đó. Giống dữ vậy? Xấu nhất thì em kể rồi đó. Tám chuyện điện thoại. Nhưng mà sẽ cố gắng sửa đổi. Cái thứ hai nữa là đôi khi là cũng ham chơi. Tại vì độc thân mà, bạn bè rủ đi cà phê cũng phải đi thôi. Ngồi có đi đêm không? Không, đi đêm phải xin phép chứ. Cái vụ đi đó đi nha, cái vụ đó là nguy hiểm ban đầu từ người thứ ba, bắt đầu từ đó. Mà ta không có đi đêm, ta có chồng rồi, người ta không có đi đêm, chị cũng có đồng ý nữa. À, thường đi qua đêm đi đâu? 10 giờ về không ạ? À? 10 giờ về được không? Hoặc lâu lâu chẳng chồng đi cà phê chung luôn được không? Càng vui, tự nhóm em thiếu nam nhiều lắm. Ta đâu có đi một mình đâu, anh đi theo được mà. Được không? Được. Rồi còn gì nữa không? Thế em nghĩ thôi, giờ chưa nghĩ ra tật nào, tại chắc cũng toàn diện quá. Trời ơi, tập này tôi thấy tiếng đâu dễ sợ đó. Em nhẹ. Kính nó mấy độ em? Em á, kính 3.5 độ. Nhưng mà cũng nhìn thấy anh được. Em bỏ mắt kính ra cho anh xem á. Em nhìn thấy anh không? Nhìn mờ mờ. Thì dắt cô đi bắn mắt đi. Mấy ngón à? 2. Mấy ngón à? 4. Đầu 2 với mấy. Trời ơi, chơi trò trắc nghiệm nữa. Bây giờ tôi trắc nghiệm là ông nè. Nãy ông nói ông khỏe như voi, bây giờ ăn rồi. Làm sao để chứng minh là mình khỏe cho cô gái này cô tin. Hai người đứng lên, đứng lên. Đừng có nói hít đất nha. Không có, tôi kêu cổ đứng luôn mà không lẽ bắt cô hít đất. Bây giờ anh ẩm cổ lên. Ẩm lên. Rồi đó, anh đi vòng đây được rồi, là khỏe đó. Là anh ta già rồi mà chơi cái kiểu này. Ủa anh khỏe như voi. Bữa anh ẩm rồi té thiệt rồi em bệnh. Đúng đó, anh lớn tuổi rồi. Em nghĩ là không nên ẩm. Sao test được? Hít đất một chục cái thôi. Rồi bà còn ác hơn tôi nữa. Test để hai người test riêng, không có cho ai thấy nè. Các tường không được nhìn, không được xem, không làm được. Làm thèm nhìn lắm nha, trời ơi. Bây giờ còn quan trọng, nghiêm túc, không có giỡn nữa. Muốn hai anh chị hãy nhìn nhau 30 giây. Rồi chúng ta hãy nói thật sự cái lòng mình hiện tại ngày hôm nay, giờ phút này. Ngồi ở đây mình cảm nhận về đối phương như thế nào. Mời anh trước. Mình hẹn hò nghe em. Anh nghĩ mình có hợp nhau không? Em nè, ở chương trình là người ta chỉ có tác hợp cho tạo điều kiện để mình gặp nhau thôi. Đúng. Còn cái chuyện tới có trăm năm về sau có dẫn nhau đi đến cuối cuộc đời là do hai chúng ta, chứ không phải là do chương trình. Cho nên chúng ta phải mạnh mẽ, chúng ta nhận lời, chúng ta sẽ tìm hiểu sau này để kết thúc được ta có đến với nhau không. Em nghĩ mình mà cố gắng nhường nhịn nhau thì cũng có thể sống được. Nói chung là như vậy. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi từng đếm từ 1 đến 3 thì nếu đồng ý hẹn hò mình bấm thật mạnh vào cái nút bấm và giữ nguyên. Nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Mình bấm nút có nghĩa là dưới sự chứng kiến rất nhiều người mình trao duyên mình đi. Nếu mà mình không nghiêm túc hoặc mình chưa thật sự rung động mà mình bấm là mình sẽ mất cái duyên của mình nhé. Rồi, nhắm mắt lại đi anh chị. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai anh chị về đứng một phía, nắm tay nhau. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Rồi. Với những gì chia sẻ ngày hôm nay, hy vọng rằng anh hãy nhớ nhé và hãy cố gắng làm tròn cái trách nhiệm của mình với cô ấy khi đã bấm nút hẹn hò. Rất cảm ơn chương trình, cảm ơn cô Cát Tường, cảm ơn người bạn đồng hành. Trân trọng và cảm ơn nhiều nữa là hai chị em ruột tôi trong kia đã quan sát và chứng kiến từ đầu tới giờ phút cuối này. Và có thể là nếu trường hợp các bạn tôi ở trên quê nhà tôi có xem được cái clip này, các bạn sẽ ủng hộ tôi rất nhiều. Và các bạn cũng sẽ muốn là tôi thoát được cái cảnh cô đơn. Thay mặt cho chương trình, tôi cũng chúc hai anh chị là sớm về chung một nhà nhé. Có tin vui thì hãy báo cho chương trình cũng như là báo cho Cát Tường. Cảm ơn hai anh chị. Kính thưa quý vị, chúng ta đã theo dõi và đã vui mừng thay cho cặp đôi này. Họ đã quyết định bấm nút hẹn hò với nhau và hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui từ cặp đôi này các bạn nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị đừng quên khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 10 giờ từ thứ ba.
ta. Chắc anh có mấy trăm triệu đó anh, cái người ta chọn anh hết đó anh à. Chắc anh ghế đỏ có bên đây là tại vì tôi chưa hỏi thôi. Để dành được nhiêu tiền rồi? Dạ cũng tầm 300. Đó, trời ơi, cũng vài trăm đó nghe. Đừng có giỡn. Giỡn nghe. Bất phân thắng bại đó nghe. Rồi, bây giờ anh sẽ là cục tạ của em. Đâu, bế anh nâng lên thử coi nè. Chị bế em, chị bế em, bế em. Rồi. Em cao mét mấy em? Dạ, em cao... Mét dưới á. Không. Mét dưới chứ không vừa gì đâu. Chẳng dù mây có người mẫu. Em đẹp xinh cô gái Việt. Chẳng xuân phân tô sắc màu. Em giản dị theo cách riêng. Chỉ cao 1m52 như sao đáng yêu. Dịu dàng để mỗi tháng riêng ok. Cái người đó là lớn hơn tuổi hơn em. Ừ, lớn hơn bao nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. Và còn còn nhỏ mà đã thích cô quen gái lớn hơn 5 tuổi ha. Dạ, mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm. Ừ. Nhưng mà cái người đó là xin cảm ơn. Cái người đó là xin cảm ơn. Trời đất ơi, sằng này gu mặn dữ vậy. Người đầu lớn hơn 5 tuổi, người thứ nhì rồi chơi single mom luôn. Gu mặn dữ vậy. Máy lọc khí Sharp với công nghệ plasma cluster ion đến từ Nhật Bản, tạo mật độ ion cao, tiêu diệt vi khuẩn, khử mùi toàn diện, ức chế virus trong không khí, tạo ra không khí trong lành. Sharp thanh lọc toàn diện, năng lượng trong lành. The original. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép đôi thần tốc. Xin chân thành cảm ơn ứng dụng hẹn hò giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thì hai chị em mình cũng phải quyết chí. Dù gì hai chị em mình vẫn quyết chí đúng không chị? Quyết chí. Đập tay nè. Yeah. Yeah. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu nữa, Cát Tường xin mời hai bạn nam bước ra sân khấu. Đừng ngồi lộn ghế nha. Và bây giờ bên đàn gái xin mời hai cô gái xinh đẹp của tôi. Trời ơi, bên đây cũng là một bên đỏ một đen luôn nha. Ngày hôm nay tới chương trình là kiếp đỏ đen luôn hả? Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi đến từng nhân vật một. Giải đầu tiên cho Tường hỏi chàng trai ở ngồi ghế đỏ nha. Em năm nay bao nhiêu tuổi, em tên là gì? Dạ em xin chào giữa Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai bạn bên kia. Em là tên là Phạm Thành Lập, năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là đang làm sale bên bất động sản. Ồ. Ở làm việc ở đâu? Dạ em làm ở bên Tân Bình. Tân Bình, còn quê của Lập ở đâu? Dạ quê em thì ở đây nhưng mà hiện tại ba mẹ em đang ở Bình Dương. Trước đó thì em làm gì? Trước đó em làm PT. Ồ, làm PT? Dạ. Rồi sau nay cái bụng nó hơi bự bự ra rồi. Dạ bỏ lâu quá rồi. À, từ khi qua bất động sản chắc cũng ăn nhậu tiếp khách nhiều ha. Dạ. Bể phọt rồi ha. Dạ. Có tiền lấy vợ chưa? Dạ, có rồi. Có rồi. Có rồi luôn. Ok, được. Làm dữ. Được nhiêu, có rồi là có nhiêu. Dạ cũng vài trăm á. Vài trăm. Vài trăm. Mạnh dữ. Mạnh dữ. Cũng mong chủ nhỏ nhỏ ha. Rồi cho chị hỏi xíu nữa nè, điểm mạnh điểm yếu của Thành Lập là gì? Dạ điểm mạnh của em á là em nấu ăn ngon. Và điểm yếu của em là em sợ. Sợ gì? Sợ chuột. Sợ chuột. Dạ. Tại sao sợ chuột? Có chuột có gì đâu sợ. Thôi em thấy nó em sợ lắm. Ngoài sợ chuột ra có sợ gì nữa không? Dạ sợ rắn, sợ gián. Rắn thì ok rồi, rắn thì ai cũng sợ rồi. Con gián nhỏ xíu cũng sợ nữa. Sợ chứ. Bây giờ là cô gái ngồi vị trí ghế đỏ. Bạn kia bạn Lập đã giới thiệu rồi. Giờ em giới thiệu về mình đi nè. Dạ em xin chào anh Hứa Minh Đạt. Chào em. Em chào. Mình chào bạn. Mình chào. Thôi mình chào mọi người đi. Lễ nghĩa quá. Nói từng người đó là tới sáng luôn đó. Giờ mình tự giới thiệu về mình đi nè. Tên em là Tú Anh ạ. Tú Anh. Dạ. Em sinh năm 2000. Và hiện tại thì em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Thanh Hóa. Gia đình em thì ở Bình Dương. Bây giờ nè, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Bản thân em là một con người kiểu tự lập ấy ạ. Khi mà mới bước chân vào đại học á là
em cũng kiểu đã tự đi làm. Một tháng em không có xin ba mẹ em tiền. Vậy thì công việc em làm hiện giờ là gì? Nếu như mà tính từ trước đến giờ thì em làm rất là nhiều công việc khác nhau luôn. Nhưng mà hiện tại thì em đang làm phục vụ trong một nhà hàng Nhật và chủ là người Nhật. Ngoài ra thì em thích chơi thể thao. Chơi thể thao? Môn gì? Bóng rổ đúng không? Đúng rồi. Trời ơi! Con bé này cười. Tự nhiên thấy chiều cao người ta. Em cao 1m mấy em? Dạ. Em gì cao... 1m rưỡi á. 1m rưỡi chứ không vừa gì đâu. Chẳng dù mây con người mẫu. Em đẹp xinh cô gái Việt. Chẳng xuân phân tô sắc màu. Em giản dị theo cách riêng. Chỉ cao 1m5 hai như sao đáng yêu. Dịu dàng để mọi thông tin ok. Gần 1m6 lận. Gần 1m6 chị. Ủa sao chơi bóng rổ tôi tưởng đâu cao 1m7, 1m8, 1m9 gì chứ sao. Thì bởi vậy nhiều khi những cái gì đó mà mình ao ước thì mình vẫn đam mê thôi, cái gì đâu. Rồi, ở đó là thế mạnh. Điểm yếu của em thì thường là em nói nhiều lắm ạ. Thì nãy giờ thì cũng thấy mà anh cũng từ từ cảm nhận được. Còn gì nữa không? Có sợ gián, sợ chuột, sợ gì nữa không? À nếu mà nói về nỗi sợ của em á thì em sợ tất cả các mọi con vật trên cái cuộc đời này luôn. Trừ con chó, con mèo ra. À không, thực ra nếu mà nói thì con chó em cũng sợ nha. Như là chó to thì vẫn sợ. Hay là mèo á, mèo. Em có sợ con trai không? Cái con đó là sợ nhất. Con đó là sợ nhất. Cái con đó là sợ nhất hả? Ok, bây giờ mình đến với chàng trai ngồi ghế màu xanh nha. Rồi. Em tên là gì? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai bạn nữ cùng chơi ạ. Ừ. Dạ em tên là Đào Hồng Dương ạ. Dạ năm nay em 29 tuổi. Ừ. Nhà em thì ở Bình Thuận á. Dạ em lên Sài Gòn từ năm 2015. Dạ em hiện tại là đang làm BT tự do vậy. Đi lại cũng BT luôn. Trời wow. Hôm nay chàng trai hai chàng trai của ta đều làm BT nhưng mà này là BT đang còn hiện hữu nha. BT kia BT. Quá thời. Cựu BT. Dạ, em có làm thêm công việc buôn bán kinh doanh online á. Thời trang là từ 2017 tới bây giờ. Là em làm tự do, tự dạ, kinh doanh hai công việc luôn. Ồ, giỏi ha. BT là rồi bây giờ là em ở ra trên Sài Gòn là em ở với ai? Dạ em ở một mình. Còn ba mẹ là còn ở Bình Thuận hết. Dạ, em còn mẹ thôi. Còn mẹ thôi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh á thì em hòa đồng, vui tính, cũng hài hước, lại biết nấu ăn. Chơi được nhiều môn thể thao. Như bóng đá rồi, cầu lông rồi, bóng chuyền, cái gì cũng biết hết á. Tại hồi trước là hồi ngày xưa em đi học cấp 3 là em là vận động viên điền kinh. Wow, ghê vậy hả? Dạ, em... Vận động viên điền kinh. Dạ em có huy chương vàng ở nhà, như lại có bằng khen á. Wow, nói chung đây là dân thể thao nghe từ nhỏ dạ. Là phải không? Dạ đúng rồi. Thường thì cuối tuần em thích đi xem phim rồi nấu ăn ở nhà. Rồi đi bơi thôi. Điểm yếu thì em hơi cục xúc một xíu đó chị. Cục xúc là? Cục xúc là nhiều khi thì nói chuyện mà người ta là nói chuyện mà kiểu như mình nghe không lọt lỗ tai á thì em thái độ em hơi cục xúc một xíu vậy. Có nghĩa là mình không có kiềm chế, mình tỏ thái độ thẳng dạ, ra luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà không phải quá lố vậy. Đủ cho người ta để biết là em thích như vậy. Thường thường mấy người đó là ít biết lắm. Rồi. Rồi bạn nữ bên kia màu xanh. Bây giờ cô gái mặc cái áo màu đỏ nhưng mà ngồi cái ghế màu xanh, giới thiệu cho mình đi nè. Dạ em chào anh Đạt, em chào chị Tường, em chào hai bạn ngồi kế bên và chào tất cả khán giả đang tham gia chương trình. Trời ơi. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1997. Hiện tại em đang là một graphic designer. Dạ quê em ở Vũng Tàu thì em mới lên Sài Gòn hồi đầu năm nay. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em là cởi mở, nói chuyện nhiều. Nếu mà kiểu thân quen thì em có thể kiểu hài hước được. Em làm trong cái ngành graphic design thì em có thể sáng tạo hoặc là tưởng tượng. Điểm yếu của em là ngủ xấu. Ngủ xấu? Ngủ xấu là sao? Ngại là không. Ngủ bành kỳ. No. Kiểu là em rất là em ngủ rất nhiều, giống như là em đang ngủ đúng không mà kiểu ai tới mà phá em á là em sẽ quạo. Em ngủ không đủ giấc em cũng sẽ quạo. Wow, đó là ngủ xấu á hả? Dạ. Nghe ngủ xấu tôi tưởng đâu là banh chân banh cẳng đồ gì rồi ngái đồ hay cái đó em gì? Ngủ nết na lắm chị. Nết na lắm mà. Cái đó người ta nói nôm na là ham ngủ. Dạ. Nhưng mà kiểu mà cũng hay quẹo với người ta thì cũng là xấu. Bây giờ mình sẽ khai thác sâu hơn các bạn nha. Mình sẽ đi vào tình trường để tìm hiểu coi các bạn yêu đương như thế nào rồi. Quay trở lại với Thành Lập ha. Dạ. Tình trường mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có 3 mối tình. Dạ mối tình đầu tiên thì để lại cho em ấn tượng nhiều nhất. Đó là mối tình đầu. Dạ. Kéo dài bao lâu? Dạ 5 năm chị. 5 năm? Dạ. Cái người đó là lớn hơn tuổi hơn em. Ừ, lớn hơn bao nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. Và còn nhỏ mà đã thích cô quen gái lớn hơn 5 tuổi ha. Gu cũng mặn ha. Cũng rồi sao chia tay?
ba mẹ người đó hối thúc lấy chồng á, nhưng mà lúc đó kinh tế em lại chưa có rồi. Đúng rồi, người ta lớn hơn em 5 tuổi thì tới tuổi người ta lấy chồng mà em thì chưa muốn lấy vợ. Dạ. Tới dạ, mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm. Ừ. Nhưng mà cái người đó là xin cảm ơn. Cái người đó là xin cảm ơn. Trời đất ơi, thằng này ngu mặn dữ vậy. Người đầu lớn hơn 5 tuổi, người thứ nhì rồi chơi single mom luôn, ngu mặn dữ vậy. Lúc đó là em chưa biết á. À, vậy là người ta giấu em. Dạ. Rồi em quen bao lâu mới phát hiện? Dạ, em quen được 1 năm. Rồi sao chia tay, em không chịu hả? Dạ, do nhà em lại chưa có gì hết nên gia đình em cũng không có đồng ý. Không đồng ý, không đồng ý cái vụ khuyến mãi á, phải không? Dạ. Ờ, mà bản thân em có đồng ý không? Dạ đồng ý. Mối tình thứ ba, đừng nói mặn nữa nha. Dạ không, mối tình thứ ba thì người đó độc thân. Vậy là trúng rồi, vậy là vừa khớp rồi, rồi quen được bao lâu? Dạ, lúc đó cái người đó mới có 22 tuổi. Ừ. Nhưng mà con nít quá, tính tình là không có thích con học gì. Trời ơi, lớn hơn cũng không được, có con rồi cũng không được, giờ nhỏ hơn cũng không được, gì cái em muốn sao? Nên mà cái tính em nó chững chạc hơn. Ừ. Còn cái bạn đó thì nó hay nhõng nhẽo quá. À. Những lúc em làm về mệt, có nhiều cái nó gây áp lực á. À, nên em lại không thích. Chết bây rồi. Giờ em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Nhỏ thì không sao, em cũng chấp nhận, nhưng mà phải hiểu chuyện chút xíu. Rồi tính tình phải chững chạc. Ừ. Cách ăn nói cũng phải đúng đắn. Cao hơn chừng 1m6. Bên đây cũng gần được 1m6. Gì nữa? Xinh tí xíu là được rồi. Xinh nha, bên đây rất xinh nha. Như lại muốn quen trong khoảng tầm 1 năm đổ lại để cưới thôi. À, 1 năm không? Là cưới liền luôn hả? Dạ, 5 đổ lại là cưới luôn. Nhưng mà cho hỏi cái áo là cái kiểu nó vậy hay là mình tự thiết kế à? Dạ, cái này là em quen một người bạn chuyên lấy hàng kia. À, cái áo đó là ấn tượng đó nha. Thôi đừng có xin xỏ. Cái thấy áo đẹp á, thiết kế hay là kim sao học lũ á chân. 22 tuổi của tôi nè, hãy tâm sự về chuyện tình trường mình đi. Thực sự tình trường em thì em mới yêu có một bạn. Yêu một bạn? Anh kém em 3 tuổi, cũng được gần 1 năm ạ. Lý do sao chia tay? Giống như, tại vì nếu mà nói lý do chia tay thì nó rất chi là lãng xẹt luôn. Là trước đó là em kiểu là quên không rep tin nhắn hay là gì đó. Tại vì em rất là lười nhắn tin luôn. Xong rồi cái bản rỗi rồi thì em cũng kiểu thôi xin lỗi. Đang xin lỗi thì tự nhiên cái áo cái màn hình ra. Xong em mới kiểu ớ kìa, thôi thế thôi đi ngủ đi. Thế thôi đi ngủ đi. Xong rồi cả hai đi ngủ đi. Xong rồi là ngủ luôn đó, là đi ngủ luôn, là hết luôn. Rồi bây giờ em muốn lấy một người bạn trai như thế nào? Anh ấy thì kiểu vui tính, anh cao 1m7 là được. Em cao mét mấy cưng? Dạ, em cao 1m68. 1m68 được không? Trả giá xuống 2 phân được không? Chứ người ta cũng là 1m6 đó, bây giờ phải bù qua sức lại. Rồi, đi rồi gì nữa? Yêu thương chăm lo cho em được. Tình trường em sao nè? Dạ là em có quen hai người ạ. Ừ. Dạ, người đầu tiên thì bé đó thì còn nhỏ. Em quen lúc đó là bé đó mới học đại học năm nhất ạ. Quen thì trong thời gian 3 năm thì hai đứa cũng chia tay mấy lần. Nhưng em nghĩ là giờ cô quen tiếp là cũng vậy, cũng cứ như vậy hoài á. Rồi em muốn chia tay luôn. Em là người chủ động? Dạ đúng. Ở gần 1 năm sau thì em có quen một bạn bằng tuổi. Bạn đó thì cũng tính kiểu như em thì em thích con gái quan tâm là ngọt ngào xíu. Bạn đó thì tính không có như vậy. Mà em thích con gái Huế, bạn đó là con gái Huế nữa. Oh. Dạ. Tại ngày xưa em đi học đó là cô chủ nhiệm nói là con gái Huế là cái gì cũng tốt hết á. Cũng biết lo chồng con, là tính tình điềm đạm á. Thì lại thấy em thấy gặp chúng người nữa, rồi em tìm hiểu quen. Nhưng mà trong thời gian quen thì bạn đó là mỗi lần mà đi chơi là sẽ không cầm điện thoại. Kiểu là em thì em không thích vậy, là người yêu mà đi chơi thì nó phải nói em một tiếng là được rồi. Không cần là cứ phải nhắn tin suốt, nhưng mà đừng có mất tích đó chị. Ý là coi như bạn đi chơi với người khác á. Dạ, dạ, chứ không phải đi với em. Dạ đúng rồi. Là coi như không cầm điện thoại theo. Có nghĩa là em liên lạc là không được. Dạ đúng hay rồi. Là tại cô nói em vậy thôi, chứ điện thoại cô vẫn cầm mà tại cô không muốn nghe liên lạc của em. Dạ thì có nói là lúc mà sau đó thì hai đứa cũng cãi nhau. Ừ. Là cãi nhau suốt luôn cái vấn đề đó nữa. Ừ. Rồi sau này chia tay là gì? Bạn đó về ngoài Huế, không ở Sài Gòn nữa. Rồi cái lúc mà cái bạn đó đi chơi với em á thì bạn đó có cầm điện thoại theo không? Có chứ. Vậy là bạn đó xạo đó nha. Vậy là bạn đó xạo đó nha. Bạn nó kêu là vậy sao đi chơi với em thì cầm điện thoại theo, mà đi chơi không có em thì không cầm điện thoại theo. Dạ như là có cầm á chị, nhưng mà không có thói quen thì đó. Dạ. Chị mới nói rồi là tại vì người ta không muốn nghe điện thoại em, chứ không phải là người ta không có đem điện thoại theo. Dạ hiểu ý chị nói không? Dạ hiểu. Chứ con người mà cái điện thoại cell phone là cái điện thoại cá nhân, lúc nào cũng đem theo hết á. Chị có muốn là thích nghe hay không thích nghe thôi. Dạ. Lúc đó người ta bận rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ mẫu người em muốn tìm là người như thế nào?
Dạ, đừng có bỏ bê em. Đừng có bỏ bê em. Lại biết nghe quan sao thấy thương tâm. Trời ơi, đừng bỏ bê em. Đừng có bỏ bê là em. Thích kiểu như là lúc yêu nhau á là không phải nhắn tin liên tục cả ngày, nhưng mà trong cả ngày đó phải biết lúc nào nên nhắn tin hỏi thăm, quan tâm nhau gì đó. Ngoại hình là chị thì cao 1m6 trở lên là được. Rồi. Tôi nhìn thôi, không cần quá đẹp, còn mà body đẹp thì gặp em. Body đẹp là gặp em. Dạ. Nói chung không cần đẹp cho. Cũng được, dạ. Vô tay em là đẹp phải không? À, rồi gì ốm gì cũng được. Ngọt ngào một xíu chị. Ngọt ngào à? Dạ. Dạ, biết quan tâm em một xíu. Đừng bỏ bê em. Rồi, chốt đi, chốt lại vấn đề vẫn là đừng bỏ bê ảnh là được. Đừng bỏ bê. Rồi, tiêu chuẩn rất là đơn giản. À, bây giờ tới cô gái ngồi màu xanh. À, điện thoại em dung lượng full 100% chứ? Dạ có. À, có đủ lúc nào 100% á ha. Dạ đúng rồi. Người nào gọi mình vẫn nghe bình thường, như những cuộc hẹn hò hay là cái gì bình thường chứ hả? Dạ, nếu mà nghe có cuộc gọi nhỏ thì sẽ gọi lại. Em tâm sự về tình trường em đi. Dạ, em thì có 3 mối tình. Tại vì yêu xa, hồi đó em ở Vũng Tàu thì bạn nó trên Sài Gòn. Với lại bạn ít đi tắm biển quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai đứa không đi tắm biển. À. Dạ. À, kiểu bạn nó nhỏ hơn em 1 tuổi. Trong ba mối tình đó, ba mối đều 6 tháng hơn. Chà, như có thói quen là quen ai cũng 6 tháng á mấy bạn ơi. Tôi hy vọng là phá cái vết này nha. Hai mối tình còn lại 6 tháng là vì sao? Kiểu là tính cách không hợp á, rồi người thì bận quá, người thì rảnh quá, xong bắt đầu kiểu hay ghen chia tay. Ai ghen em là người? Dạ bên kia ghen. Bên kia ghen. Dạ. Kiểu em đi làm thì em sẽ không cầm điện thoại thường xuyên, còn buổi tối em có thể đi chơi với bạn. Chứ con người mà cái điện thoại cell phone là cái điện thoại cá nhân, lúc nào cũng đem theo hết á. Chị có muốn là thích nghe hay không thích nghe thôi. Lúc đó người ta bận rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ mẫu người em muốn tìm là người như thế nào? Đừng có bỏ bê em. Bên đây cũng muốn cầm điện thoại thường xuyên luôn á nha. Rồi không đó, phải thói quen mình mà. Dạ, thà mình nói trước đúng không? Dạ. Thà mình nói trước. Em mà đọc tin nhắn thì em sẽ trả lời liền. Còn bình thường em sẽ không có thói quen cầm điện thoại quá nhiều. Dạ. Ví dụ là người ta sẽ gọi điện thoại nhắn xong tin, người ta nghi ngờ rồi kiểu thôi chia tay bớt đau khổ. Mẫu hình lý tưởng người đàn ông của em như thế nào? Trưởng thành. Trưởng thành. Dạ. Ổn định trong công việc, rồi có cầu tiến trong cuộc sống. Rồi gì nữa? Sạch sẽ, chỉnh chu, đừng có bê bối. Tính tình thì sao? Tính tình thì hay là chủ động nói chuyện vui vẻ nhau là được. Cao trên 1m7. Cao trên 1m7. Em cao như em. Dạ chắc 1m71, 1m72 gì đó. 71, 7 dư. 1m71, 1m72. Trời ơi, người ta dân BT đồ con lắm đó nha. Còn gì nữa không nè? Nhắn tin cho em nhiều. Không, đừng. Nhắn sương sương thôi, tại vì nhắn sương sương. Sáng sương buổi tối rồi ha. Dạ đúng rồi, nhưng mà đúng kiểu rồi. Đừng nhắn quá nhiều á. Cũng không cần phải gọi thường xuyên quá nhiều, cũng không cần đi chơi quá nhiều. Ủa gì kỳ vậy? Ủa nếu vậy là cũng được quá nhiều. Bỏ bê người ta rồi. Wow. Đấy là kiểu một mức nhất định thôi. Giống như một tuần mình đi chơi dài 3 bữa thôi. Ví dụ 3-7 hay là 2-6. Đúng rồi, nhưng mà rồi không đi chơi thì cũng phải có nhắn tin liên lạc, gọi điện mỗi tối chứ. Thì ý là nhắn ít thôi, kiểu là đừng có nhắn dồn dập, giống như là em nhắn thì trả lời liền rồi. Nhắn qua nhắn lại nó nhiều quá. Thì cô ngộ vậy, tự nhiên có bồ tôi nhắn tin mà bồ tôi không nhắn trả lời liền là tôi giận à. Ý là kiểu đừng có dồn dập quá đúng không? Không có dồn dập quá. À đừng có dồn dập quá, một tuần chỉ chơi 3-5-7 hoặc là 2-4-6 thôi, đừng có đi chơi một tuần. Em sắp lịch 3-5-7 đi này, 2-4-6 đi kia, chủ nhật chơi nọ hay gì? Chắc vậy, em sẽ lên lịch trước. Lên lịch trước. Dạ. Ủa, rồi thí dụ như rồi 2-4-6 đi chơi bạn trai, 3-5-7 chơi gì? Đi chơi với bạn em. Đi chơi với bạn em. Trời ơi. Rồi xong còn đồng nghiệp công ty. Rồi em có thể tự đi chơi một mình cũng được. Hoa wow, lên lịch kiểu gì kỳ vậy ta? Rồi, bây giờ, người thân bây giờ chúng ta giao lưu với người thân. Hôm nay về Tường thấy là bên cánh phải của Tường có hai bạn. Rồi, chào em trai. Em xin chào chị Cát Tường và anh Hương Minh Đạt ạ. Em tên gì? Dạ, em tên là Lê Nguyễn Hữu Khánh. Em là em họ của chị Tú Anh. Em họ. Nếu mà theo em chọn nha, là em chọn anh ghế màu đỏ. Tại vì anh kiểu có đầy đủ tất cả cái yếu tố mà. Có đầy đủ mấy trăm triệu. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, chào em gái. Dạ chị Cát Tường, nhà anh Hứa Minh Đạt. Rồi, em là đi theo bạn kia nữa phải không? Dạ đúng rồi, thì nếu mà chọn thì chọn anh ghế đỏ đi. Vẫn là chọn anh ghế đỏ. Chà, ghế đỏ đắt dữ ta. Chắc anh có mấy trăm triệu đó, anh cái ta chọn anh hết đó anh à. Chắc anh ghế đỏ có bên đi... đây là tại vì tôi chưa hỏi thôi. Tính muốn lấy vợ chưa? Dạ, cũng muốn à. Đã sẵn sàng hết chưa? Dạ, cũng chuẩn bị rồi. Làm hai job luôn ha. Dạ. Để dành được nhiêu tiền rồi? Dạ cũng tầm vài trăm. Đó, trời ơi, cũng vài trăm đó nghe. Đừng có giỡn. Đừng có giỡn nghe. Bất phân thắng bại đó nghe.
cảm ơn hai em rất là nhiều. Bây giờ thì chờ đợi gì nữa, chị Tường ơi, tất cả mọi người ở đây chúng ta tự đưa ra quyết định. Mở cửa trái tim. Các em hãy giao lưu đi, thoải mái lên. Anh ghế đỏ cười cười mỉm mỉm hoài, cảm giác anh thế nào? Thấy dạ, bạn xinh. Xinh đúng không? Dạ. Nhưng mà em vẫn giữ ý kiến riêng của em là một năm đổi lại để cưới. Rồi, còn cảm xúc của em như thế nào khi mà lần đầu tiên gặp hai cô gái ngồi bên kia? Dạ, hai bạn nữ dễ thương à. Hai bạn nam phải có quà tặng cho các bạn nữ chứ. Hát bài tặng các bạn đi. Dạ. Em xin hát một đoạn nha. Đó, rồi, ok. Chút văn nghệ đây nè. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Wow. Giọng lạ ghê á, giọng nhạt 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 của mũi mà câu cao cao mà trong 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 mà. Trời ơi chị em ơi, một năm cưới liền tay. Dạ. Rồi tới em, bây giờ bên đây người ta hát rồi. Giờ em làm gì đây? Mày ra biểu diễn thể hình đi. Đó. Đó. Đó, đi chuẩn. Em muốn làm gì? Dạ chắc hít đất đi chị. Em đứng em vé em gồng đồ lên cho chị, có con chuột con đồ đi. Hít đất thì ai không biết em hít nổi. Wow. Đứng này. Đây, rồi. Biểu diễn. 2, 3. Đâu, hình như chị thấy có cái mặt trò gì vậy coi. Chuột có chạy không? Quá. Wow. Giật ngất hả? Chết cha. Rồi bây giờ. Rồi, giật ngất, vô, giật, giật. Đó. Trời ơi, trời. Đó, ghê chưa? Ghê chưa? Giật coi, giật. Không, giật cái mỏ thì được. Rồi, bây giờ anh sẽ là cục tạ của em. Đâu, bế anh nâng lên thử coi nè. Chị bế em, chị bế em, bế em. Rồi. Rồi. Rồi là gì nữa không anh? Quá dữ luôn. Hồi nãy cô bé này nó là học tiếng Nhật, thì bây giờ em hãy hát một cái gì đó, ca khúc tiếng Nhật cho anh nghe đi nè. Em nghĩ là em sẽ hát bài Sakura. Sakura. Wow. Sakura hira hira mai yori te ochite yureru omoi no take o dakishimeta kimi to haru ni negai shi ano yume wa ima mo miete iru yo. Sakura mai chiru. Ồ. Em có thể là ca khúc đó. Rồi, em có gì tặng không nè? Em có quyển sách. Rồi, em tặng đi. Rồi, tới tiết mục tặng quà các bạn ơi. Chị tặng cho ai ta? Tăng ta lăng tăng tăng bưng tăng tăng. Wow. Đó là quyển sách mang tên gì? Có gì đâu, có quà tặng ta đàng hoàng nè. Dạ đây là quyển sách mang tên Sống tốt trời xanh. Ủa tại sao em sống tốt trời xanh là ý nghĩa gì? Trời xanh anh chưa đọc. Trời xanh gì? Trời đọc xanh tự an bài. Trời ơi, trời đọc có ơi, trời đọc xanh mà không đọc à. Không hết. Chữ tờ chị. À, sống tốt đi rồi trời xanh tự an bài, bữa nay có bồ, nghe không? Wow. Em anh học quà nhỏ nhỏ. Cái kẹp tóc á, tại vì thấy bạn đỏ, đồng đỏ hay kẹp tóc á chị. Đâu, bé này kẹp tóc cũng hay, anh kẹp cho. Đó. Có qua giúp cho người ta đi. Có cái gương không? Anh đưa cho anh. Trời kẹp đi cho nó có tình cảm. Đeo kẹp vô cũng đẹp. Nó kẹp lên cái máy đằng sau đó. Đó, bấm vô đúng rồi. Đẹp quá trời ơi. Thiệt tình khi đàn ông kẹp nơ là hai cái đẹp nơ. Đẹp rồi. Đâu? Đó, cái nơ nó phải dảnh lên trời. Quá trời đẹp. Rồi, con cặp này sao đây? Uống ảnh này là em muốn ta. Thì mới vậy. Em cái này là nó phải dảnh. Này trao đổi quà ha. Cảm ơn em. Rồi. Hôm qua mới
Em mới thèm bánh bông lan. Hôm qua mới thèm, bữa nay có luôn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ quan điểm về tình yêu nè. Hồi bạn ở ghế đỏ là... Rồi, ghế đỏ là Tú Anh. Dạ. Nếu mà trong vòng một năm đổ lại thì em có quyết định nói chuyện đó, nói chuyện hôn nhân hay không? Em nghĩ là không. Em nghĩ là không. Em không muốn là kết hôn khi mà em chưa có gì trong tay hết đó. Em phải sở hữu cái gì đó đã. Hỏi bạn ghế xanh á, nếu mà một năm đổ lại em có muốn kết hôn không? Dạ không. Dạ không. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Trời, mấy bạn này thẳng thẳng thừng quá. Hai anh có ai có xăm không? Không, anh không có xăm. Mấy anh có thích con gái xăm hình không? Xăm nếu... mấy chỗ không nhạy cảm. Ủa, xăm mấy chỗ không nhạy cảm là mấy chỗ nào? Trên ngực này chị. Là được hay không được? Dạ không. Vậy thí dụ xăm ở đâu là được? Như là tay, vai, nên là sự trên cổ. Kỳ vậy? Cái quan điểm em ngược lại với chị á. Người ta xăm những chỗ nhạy cảm là những chỗ kín. Bây giờ em dẫn bạn gái về cho nhà gia đình mình. Nếu mà gia đình mình không thích cái người mà có hình xăm thì mấy cái lộ ra nơi cổ nè, nơi tay nè, là mấy lộ ra nơi chân là lộ ra nè. Trong khi á, con gái người ta xăm trong mấy chỗ kín nè, có ai thấy gì đâu. Cái chỗ kín đó chỉ có mình em thấy thôi à. Cái chỗ kín đó chỉ có mình em thấy thôi à. Đúng không? Nhưng mà cái người thợ xăm không thấy vậy. À, vậy là ghen với ông thợ xăm. Cái người thợ xăm thấy. Trời ơi. Là trời. Chứ còn nếu mà nói về quan điểm rõ ràng không quý vị, những người ta xăm chỗ kín là người ta có một cái chuyện thầm kín riêng cá nhân của người ta đâu có phô trương điều đó ra ngoài. Ví dụ như giờ Tường cũng có dạy con gái Tường á, con muốn xăm gì cũng được nhưng mà con xăm những cái chỗ nào mà cần che thì phải che được. Ví dụ bình thường con xăm nhưng mà tới lúc mà tới nhà bạn trai đó thì con mặc cái áo tay dài vô thì phải không lòi ra. Còn những cái chỗ nào xăm mà lộ ra như vậy là không được xăm. Tại vì nhiều khi vì một cái hình xăm mất chồng như chơi. Đó, tôi dạy con tôi vậy đó. Anh ghế đỏ anh có thích? Dạ, em thích. Thích gái hình xăm không? Mà em có xăm không? Dạ không. Vậy hả? Em thích con gái xăm. À, dạ. Thích xăm ở đâu? Dạ, tai, rồi chân. Chỗ kín được không? Dạ. Chỗ thầm kín được không? Lộn, thiếu chữ thầm. Dạ được. Sao, tại sao cứ hỏi câu đó? Tại vì em có xăm. Nhạy cảm hay là lộ liễu? Chỗ xương qua xanh. Em có xăm mình không à? Em có dự định xăm mình. Em đang suy nghĩ về hình xăm mà em thích hoa hướng dương. À. Hoặc là con ong. Cho em hỏi cái bạn nữ. Hỏi cổ đi chứ khỏi xin chị. À, em gì ai đó? À? Báo đỏ ghế, hay là ghế đỏ lại chơi chiếc mắt lé nữa mệt nữa. À, thường là em đi xem phim là em có tập trung coi phim không? Là có. Em chỉ xem phim thôi, đúng nghĩa xem phim luôn. À, xem xong chị ra ngoài mình mới đi cà phê là chủ yếu là đúng nói rồi. Thôi đúng không? Đúng rồi. Buổi hẹn đầu tiên nên mình sẽ chưa biết về người ta mà, nên là nhỡ may bạn đó có là một người nhàm chán đi thì sau khi xem phim xong sẽ có cái để bàn. Có cái để nói. Sẽ kiểu là ở cái phim này như này bla bla đi. Có hỏi gì nữa không em? Cho hỏi bạn đậm đỏ. Nếu mà sau này mà có tìm hiểu mà quen, ví dụ như mình ở Thủ Đức á, hay là cả hai cùng nhau là đi qua đi lại, hay là bạn muốn mình ngay lúc nào hẹn hò là phải chạy qua đó? Em nghĩ là sẽ muốn chạy qua đó em. Hai bạn nữ mình rất là thẳng thắn. Rồi sao? Rồi bây giờ tới em nè. Em muốn hỏi gì hai anh này không? Em muốn hỏi hai anh câu là hai anh có suy nghĩ như thế nào về con gái mà xỏ khuyên? Ý là sọ nơi nào em nhỉ? Nè, tôi thấy là ngay lỗ tai đó. Mũi này, ngực rốn nữa. Rốn nữa? À không, em hỏi thôi chứ không. Không phải em không có sọ, em hỏi thôi. Em không có thích lắm rồi. Không thích. Xăm ta còn không thích mà sao thích sọ? Sọ khuyên. Đừng có sọ những chỗ nhạy cảm quá. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tai, mũi, và môi thì được. Em thấy bình thường. Thấy bình thường. Dạ. Lại hợp với bà thím bảy từ nữa. Đâu nè, bây giờ em mới khoe không đi nè, đây có sỏ hai cái lỗ tai nha. Cái lỗ mũi em là cái mục ruồi hay là cái khuyên vậy? Là cái khuyên ạ. Cái khuyên. Đó, nãy giờ nói chuyện trò chuyện gì cũng nhiều rồi, hiểu nhau rồi nha. Cái nào hợp, cái nào không hợp rồi. Bây giờ các bạn nam mình đứng lên đây, mình mạnh dạn nè. Bạn nam sẽ bước qua, mỗi bạn sẽ được xin phép hai em gái cho mình nắm tay. Rồi mình nhìn thẳng nhau, nói vài ba điều sao hôm nay mình gặp nhau, có suy nghĩ, cảm xúc gì thì mình cứ nói. Anh xin nắm phép tay. Dạ. Nói chung thì anh thì thích cái chuyện là quen một năm đổ lại để cưới. Còn nếu mà em thì chưa muốn thì nói chung thì có thể suy nghĩ lại. Cái ý định ban đầu của em thì cũng muốn là tìm có người yêu kiểu hơn tuổi mình để người ta chăm sóc được cho mình á. Anh xin phép nắm lấy tay em. Em có chịu một mình quen nhau một năm đổ lại để cưới
Dạ không. Dạ không. Nếu em định em lập nghiệp muốn bao nhiêu năm? Từ 2 hoặc 3 năm. Sao tay em lạnh quá vậy? Đi cho đến nó lạnh thì. Rồi anh cảm ơn em. Dạ cảm ơn. Còn nếu mà bây giờ mà em quen người yêu mà người yêu không thích em sợ khuyên lắm, nhưng mà vì hai người rất là có tình cảm á thì ý là không phải là cấm nhưng mà hạn chế thì em nghĩ sao? Em thì trước giờ không ai cấm được em gì. Kể cả việc nói chung là như kiểu em cắt tóc hay gì á, kiểu bố mẹ không thích nhưng mà em vẫn làm. Nên là với cả em thì sống theo chủ nghĩa là mình thích mình làm yêu bản thân nhất. Mình thích mình làm yêu bản thân nhất. Cảm ơn. Dạ em. Nếu mà cái lần này quen nhau là em không có dành thời gian nhiều cho người yêu. Thế là quen nhau là phải chia lịch, phải sắp xếp lịch. Ấy là kiểu giống vậy. Rồi anh. Cảm ơn. Em hỏi gì chị đi Đạt? Chị thấy sao? Chị thấy mệt. Em thấy nó chớm chớm cái màu gì em cũng không biết nữa. Về chỗ mình ngồi đi. Rồi, dù gì thì chúng ta cũng phải đến cái kết cuộc nhé. Và ngày hôm nay khi các đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc thì chương trình cũng rất là tôn trọng cái sự quyết định của các bạn. Tuy nhiên hãy đưa ra quyết định đúng với những gì mà mình đang suy nghĩ. Đây là khoảnh khắc quyết định để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện những khoảnh khắc chân thật nhất. Các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Nếu mà cái lần này quen nhau là em không có dành thời gian nhiều cho người yêu. Thế là quen nhau là phải chia lịch, phải sắp xếp lịch. Ấy là kiểu giống vậy. Rồi anh. Cảm ơn. 4 Nếu mà trong vòng 1 năm đổ lại thì em có quyết định cái chuyện đó, cái chuyện hôn nhân không? Em nghĩ là không. Em không muốn là kết hôn khi mà em chưa có gì trong tay hết á. Em phải sở hữu cái gì đó đã. 3 2 1 Bấm. Bấm à? Đã tới khoảnh khắc bấm à? Và thời gian đã hết. Hết thời gian. Là các bạn hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ gì. Có nghĩa là ngày hôm nay không một ai bấm nút cả. Thật ra là với kinh nghiệm làm mai của Cát Tường với Đạt thì nãy giờ đó nghe cũng có cái mùi rồi. Cái mùi thất bại của ông ba bà mối rồi. Nắm tay nhau. Đúng rồi, nhưng mà điều mình cũng muốn hỏi qua ý kiến các bạn một chút xíu. Chắc là cũng không có gì lạ nữa đâu. Em là tại vì em thấy không hai cô, không có cô nào mà muốn năm sau đám cưới nên em không bấm đúng không? Dạ. Chị cũng thấy vậy, còn em tại sao lại không thích hợp? Bạn nữ ghế đỏ thì kiểu như là làm theo ý mình đó chị. Dù nói vậy thì nhiều khi em nghĩ nó sẽ không có hợp cái suy nghĩ. Em thì trước giờ không ai cấm được em gì. Với cả em thì sống theo chủ nghĩa là mình thích mình làm yêu bản thân nhất. Còn bạn ghế xanh thì em nghĩ là bạn ấy chắc cũng chưa sẵn sàng để yêu rồi. Bỏ bê em nữa rồi. Tụi em nghĩ đúng rồi đó. Còn hai cô gái trẻ này, thế thì mục đích mình đến chương trình là chị Minh có bồ chơi cho vui thôi phải không? Có bồ qua ngày đoạn tháng cho có thêm kinh nghiệm thôi phải không? Dạ không phải, thực sự là ý là em cũng muốn tìm được một người yêu mà trưởng thành. Thì như em cũng đã chia sẻ là em là người rất vô tâm, mà lúc mà anh kia nói là bỏ bê á là em đã chắc chắn là em sẽ không hợp với anh ghế xanh rồi. Còn anh ghế đỏ, nhưng mà anh lại cứ khăng khăng cái việc là phải cưới sớm. Mà em thì thực sự cũng chưa có sẵn sàng. Rồi. Còn em 5 nữa mới tốt nghiệp đúng không? Anh ghế đỏ thì kiểu cưới sớm á chị. Đúng rồi. Còn anh ghế xanh tạo thì... áp lực quá ha, chưa yêu chưa quen mới gặp đòi cưới rồi ha. Dạ đúng rồi, quá áp lực. Còn anh ghế xanh thì kiểu chắc em quan tâm không nổi. Cho nên là tất cả những cái điều mà các bạn ấy suy nghĩ thì thật ra chúng tôi cũng đã tiên đoán được hết ngay từ đầu rồi. Rồi mời các bạn đứng lên. Ông Mai bà mối cũng đã chai lì rồi.
À, thật sự là chúng tôi đã cố gắng hết sức và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng đã cảm nhận được. À, mặc dù là ngày hôm nay chưa có ai tìm được một cái chân ái của mình, chưa ai tìm được một nửa yêu thương của mình, thì chị Tường cũng xin thay mặt cho chương trình chúc cho các em luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái sự nghiệp và có nhiều cái thắng lợi, thuận lợi trong cái công việc, những cái kế hoạch của mình trong tương lai. Và đặc biệt là sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Xin thay mặt cho chương trình gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi xin gửi tặng hai bạn nha. Dạ, cảm ơn chương trình. Đây, tặng cho em. Và các bạn ơi, đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn những phần quà là gói premium của ứng dụng Speakable. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân có thể tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi những ông mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn đó. Các bạn hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Để truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình cách nhanh nhất nha. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.